và chân này hậu phẫu thứ ba. Nha, cái ca mà nãy người ta giao ban đấy cũng ruột vừa thoát vị bạn đó. Nha, được khâu lỗ bụng rửa bụng vẫn luôn và mai phục hồi thành bạn trong cùng một mổ luôn. Nha, hôm nay hiện tại thì bên em đã có xì hơi được, mới xì hơi được đêm qua ít thôi, hai lần. Nha, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là tiêu hóa đã bắt đầu hoạt động lại. Nha, tôi khám lâm sàng tôi thấy bệnh nhân tỉnh táo không? Tỉnh ha, tỉnh táo, nhìn cặp mắt rất là tinh anh, da niêm thì hồng. Nha, có điều nhịp thở bệnh nhân hơi nhanh chút xíu. Nha, anh thấy trong người sao? Đau bên mũi, khỏe. Nha, sinh hiệu thì ổn định, có sốt. Nha, nhìn cái bụng thấy cũng còn bụng chướng khá nhiều, thấy bụng chướng không? Chướng nó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái tình trạng liệt ruột sau mổ đấy nó vẫn còn, mặc dù đã có xì hơi được, xì hơi đó chỉ chứng tỏ là nó mới bắt đầu hoạt động. Khi nào đường được vào nó thông suốt thì bụng sẽ nha, thì cái thông tiểu vẫn còn đặc ở đây nha, ống dẫn lưu bụng thấy sao tốt hay xấu? Ra những cái túi này từ bao lâu đến giờ rồi? Từ lúc mổ đến giờ, hôm qua đến giờ. Ra những khoảng bao nhiêu lấy ra xem? Cái đó thì khác bao nhiêu? 300. Nha, dịch này là dịch, nhìn thấy cái dịch này là nhận xét sao? Dịch này là dịch vàng trong, dịch vàng trong nha. Rồi cái dẫn lưu này là dẫn lưu ở cái vùng mổ bạn thì nó ra ít máu nha, không có đáng kể lắm nha. Thì trường hợp này bắt buộc phải chúng ta phải khám vết mổ ngày thứ ba rồi. Bệnh nhân này tỷ lệ nhiễm trùng sau mổ là bao nhiêu phần trăm? 10 đến 35%. 10 đến 35%. Nha, có thể khoảng 10 mấy phần trăm. Lúc này thì còn trạng thì tốt, không có mắc cái bệnh gì mãn tính. Nha, nói chung là một người đang khỏe mạnh thì mổ cái bụng nhiễm thì tỷ lệ nhiễm trùng thì khoảng 10. Còn nếu một người mổ bụng nhiễm mà còn trạng kém, suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng và tăng đến 35%. Thì bao nhiêu yếu tố nữa? Nha, thì phải buộc phải mở vết mổ ra xem. Mở cho thầy xem ơi. Không những mở cái vết mổ này mà mở vết mổ vùng bạn luôn. Mổ thoát vị bạn thì tỷ lệ nhiễm trùng là bao nhiêu? Lo nhìn vào trong cái màn hình, nhìn vào trong màn hình. Mổ thoát vị bạn thì tỷ lệ nhiễm trùng là bao nhiêu? Mổ chương trình thoát vị bạn là mổ sạch. Đúng chưa? Đúng chưa? 0 đến 5%. Không đến 5%. Nha, mổ vô trùng là sao? Là 0%. Mổ vô trùng là mổ gì? Mổ kết hợp xương nè. Nha, mổ não, mổ thai bên tim, mổ vô trùng tuyệt đối. Nha, rồi cái vết mổ là sao? Hơi nề. Đúng chưa? Hơi đỏ. Đúng chưa? Có rỉ dịch không? Rỉ ít dịch thôi nè, rỉ nè. Nhất là cái chỗ này. Chỗ này là chỗ gì? Chỗ này là chỗ vùng rốn nè. Đúng chưa? Nhưng mà cái rỉ dịch này chưa chắc là đã giới thiệu số của nhiễm trùng, chúng ta sẽ theo dõi thêm nha. Cái vùng vết mổ vùng bạn cũng như thế nha. Rồi nói tóm lại thì thầy kết luận được hộp này thì bệnh nhân này chuyển tiến ổn định nha, chuyển tiến ổn định. Thì thứ xử lý tiếp tục là gì? Sẽ cho bệnh nhân uống nước, nhưng phải cho kháng khoa cho ăn, bởi vì cái đường ruột nó chưa có thông hoàn toàn cho nên cho uống nước. Hôm nay chúng ta ăn uống nước ha. Cái thông tiểu này để như thế này là quá lâu nha. Bạn nên nhớ là trong thời gian hậu phẫu khi nào thì rút thông tiểu được, khi nào rút thông tiểu. Bệnh nhân không có theo dõi lượng nước tiểu, bệnh nhân không cần thiết theo dõi lượng nước tiểu dù trong trường hợp sốc suy thận v.v. nha. Và bệnh nhân có thể ngồi dậy được hoặc là nghiêng sang một bên được, có nghĩa là có thể cử động thoải mái trên giường thì chúng ta rút thông tiểu. Nhớ hai điều kiện: một là không có chỉ định theo dõi lượng nước tiểu 24 giờ, thứ hai nữa là có thể cử động thoải mái trên giường hoặc là ngồi dậy được. Nha, còn bệnh nhân phải nằm ngửa không cử động được thì khoa rút, như thế nằm ngửa nó đi tiểu rất là khó, nghiêng hoặc ngồi dậy thì sẽ đi tiểu dễ hơn. Nha, mà hậu phẫu bình thường là trong vòng 24 giờ là mình có thể ngồi dậy được rồi, cho nên để thông tiểu thế này là hơi lâu thì sao, để 3 ngày thì trước khi rút ta nên kẹp 1-2 lần để tập cái bàng quang, để lâu quá cái bàng quang nó đã ở trạng thái xẹp
cho nên khi rút ra ngay thì nó sẽ liệt luôn, không còn bóp. Cho nên buộc đi 2-3 tiếng buộc một xả một lần, rồi đến chiều rồi rút nha. Còn cái thông này thì dịch này là dịch gì, tưởng ba trong mà dịch hoàng trong như thế này nó là dịch gì hả? Dịch rỉ, một là dịch rỉ, hai dịch rỉ viêm, thứ ba là dịch nhiễm trùng. Nhiễm trùng là mũ nha, một là rỉ, hai rỉ viêm, ba nhiễm trùng. Thì làm sao phân biệt được cái đó, phân biệt vào cái độ trong chưa? Rỉ nè, rỉ viêm nè, nhiễm trùng, dịch tiêu hóa, bỏ dịch tiêu hóa qua bên chắc chắn này không phải là dịch tiêu hóa rồi nha. Còn rỉ, rỉ viêm và nhiễm trùng thì nó khác nhau ở chỗ là cái mức độ trong. Dịch rỉ tại sao có dịch rỉ, nó bóc tách cái vùng mổ, bóc tách cái vùng gì đấy trong bụng đấy thì nó sẽ rỉ, đúng chưa? Dịch rỉ là nó bản chất nó là gì, nó là dịch ngoại bào, bản chất cụ thể nó là dịch giang bào. Còn dịch rỉ viêm nó hơi đột chút xíu là do có phản ứng viêm ở trong cái vùng đấy. Còn dịch nhiễm trùng nó sẽ đột nhiều hơn và nó có mũ, như mũ. Trường hợp này thì rút được nè, trường hợp này có chỉ định rút luôn nè. Mà thôi, chúng ta sẽ lưu lại thêm một hai hôm nữa cho cái ruột của nhân hoàn toàn sẽ. Bạn biết cái ruột nó chứa thế này, ruột còn chứa thế này thì một số dịch cái dịch rửa bụng trong lúc rửa bụng đấy, nó còn tồn lưu với các va ruột, nó còn động với các va ruột. Ta rút sớm quá thì khi ruột có du động nó sẽ chảy xuống lưu la. Cho nên khi nào ruột nó xẹp trở lại trạng thái khá bình thường, nó xoay đỡ trong đấy, nó cựa quậy trong đấy, những cái dịch động giữa các vai ruột nó sẽ chảy xuống đô la, nó chảy ra ngoài. Trong trường hợp này thì tôi sẽ lưu lại đến ngày mai. Khi bụng mình xẹp nhiều hơn, nhưng du động ruột có rõ, tôi sẽ lưu nha. Đây là một cái dẫn lưu điều trị, chứ có dẫn lưu phòng ngừa, lưu điều trị nha. Rồi cái ống này chưa nào rút, ống này chưa nào rút. Có thể rút bây giờ. Mỗi mấy ngày là 6, 7. Cái này được rồi. Này rút này được rồi. Nha. Rồi có gì thắc mắc không? Thầy, tại sao mà ở khi nặng thì bệnh nhân là cái ở dưới ngang là chỗ thấp nhất mà đâu có. Chỗ thấp nhất luôn luôn ở đu lên. Khi nằm, khi ngồi cũng vậy, luôn luôn là đu lên. Thấp nhất của cơ thể là cái vùng đầu đu lên. Rồi, có gì thắc mắc không? Thấy diễn tiến tốt đó. Em bên này ăn uống nước. Uống khác thì uống, đừng có cố. Khi nào xì hơi được, khi nào đến xì hơi được cái bụng xẹp, thấy nhẹ cái bụng thì ăn loãng rồi. Uống súp nước cháo, đựng cháo, súp. Đang hò đau với mổ không? Trước mổ hút thuốc lá nhiều không? Hút sơ sơ, ngày hút mấy điếu? Ngày thì 5 điếu. Bình thường nhà ho nhiều không? Dạ không. Để ý bệnh nhân nào mà ho nhiều quá nha, đặc biệt là ho nhiều mà cộng với cầu cạn kém. Nhiều khi ho một cái là đứt hết ruột, nó phò ra luôn. Cho nên những bệnh nhân đấy phải làm sao, làm tôi gọi là gì, là vệ sinh cái khí đạo. Vệ sinh nó gọi là vệ sinh, không phải là lấy gì chùi rửa, làm cho nó không ho sạch sẽ thì bệnh nhân sẽ không ho nha. Biện pháp tốt nhất là gì, là một là không để thiếu nước, cũng không để quá thừa nước. Thiếu nước thì cái niêm mạc đường hô hấp nó sẽ khô thì cái lông chuyển nó sẽ kém hoạt động. Còn thừa nước thì phổi nó sẽ sủng nước, cho nên không để thiếu nước, không để rình nước. Thứ ba nữa là dùng những chế phẩm lông đàm, cái đàm nó loãng ra. Thứ tư nữa là tập thì bệnh nhân thẳng thắn cái gì đấy, ho tập ho qua chủ động, tập thở, tập quản lý trị liệu về hô hấp để cho cái đường hô hấp nó không quá. Còn nếu nó đàm rãi, nó ứ động nha, rồi niêm mạc nó khô thì bệnh nhân sẽ bị kích thích, bệnh nhân ho. Mỗi lần ho cái bạn biết cái áp lực trong bụng nó tăng lên gấp 50 lần. Những bệnh nhân nào bị bệnh ca này, suy dinh dưỡng, nhiều khi ho một cái là mở cái băng ra thấy ruột nó phò ra hết rồi, cái chỉ khâu nó không chịu nổi. Cái bạn biết là sau khoảng chừng 5 ngày là cái chỉ khâu này, cái độ khả năng chịu lực nó giảm 80%. Sau 7 ngày, khoảng sau một tuần lễ là khả năng chịu lực của chỉ khâu, tại vì chỉ khâu này bây giờ nó không chỉ tăng chậm hết, chưa phải khâu chỉ không tan như hồi xưa. Cho nên thường thường cái bung vết mổ gọi là bung vết mổ, nó khác với hở vết mổ. Cái bung là nó đột ngột, nó biến cố đột ngột. Còn hở thành bụng, bung thành bụng nó khác với hở thành bụng là nó từ từ.
Thì cả hai cái đều có giống nhau ở chỗ là gì, là cái thành bụng nó mất liên tục, nó bị hở ra. Nhưng cái bung thì sao, bung ruột nó phò ra ngoài, còn thở là thấy ruột nó nằm bên dưới. Thì thở có thể điều trị bảo tồn, những bung là một cái can thiệp cấp cứu. Những cái ho một cái là ruột nó phò ra hết. Thường thường xảy ra sau khoảng 5 ngày, chứ những ngày đầu thì không có, những ngày đầu thì chỉ nó còn chắc. Sau 5 ngày chỉ bắt đầu nó mềm đi, mất khả năng chịu lực rồi đấy, ho một cái là nó khóa ra hết. Cho nên để ý những bệnh nhân nào lớn tuổi hút thuốc lá nhiều, ho nhiều, để ý làm cái vệ sinh cái đường hô hấp cho người ta. Cho nó hút được rồi. Là cái mình làm bỏ cái ống bệnh bằng cái người thân á, thì là tái phát cao hơn là cái... Đúng rồi, tỷ lệ tái phát cao hơn. Bạc băng ghép thì 2% tái phát, còn mai bằng mô tự thân là 5%. Tuy nhiên trong cái môi trường nhiễm thì mổ bị thủng ruột, sau đó là mổ hồi thành bệnh, mặc dù đã có thai dụng cụ mới, mặc dù có thai bộ cái sang cải mới, nhưng mà cái nguy cơ nhiễm trùng cũng rất là cao. Thứ hai nữa là gì nữa, là dịch mũ từ trong cái một chỗ nó chảy vào trong cái vùng bẹn qua cái túi thoát vị đó, cho nên bắt buộc phải câu bằng mô tự thân, chứ không đặt vật liệu nhân tạo. Trong cái môi trường có vi trùng, anh đặt cái vật liệu nhân tạo thì không, cơ thể nó sẽ không chống được cái nhiễm trùng đấy, nó vi trùng nó nằm lóc trong cái khe của cái vật liệu nhân tạo đó. Cho nên trường hợp này không có chỉ định đặt bánh ghép. Đặt bánh ghép rồi là ông có vùng bẹn cứ viêm tấy kéo dài, đau nhức hoài, cuối cùng phải gỡ nó ra luôn. Phải mai bằng mô tự thân chấp nhận cái nguy cơ tái phát là 5%. Thì có trường hợp nào mà mình ghép bằng bánh ghép mà mình phải ghép thì không chịu không trơ 100%. Cái bánh ghép đó là trơ tuyệt đối, không có phản ứng gì hết. Nó chỉ có bất lợi là nó sẽ là cái nơi thường trú, nơi trú ngụ, trú ẩn của vi trùng. Nghe thí dụ như bây giờ vi trùng là kẻ địch cái gì, để trong một cái chiến trường mà nó trống trải thì dễ tiêu diệt nó hơn. Còn nếu nó có những cái cột, những cái hốc, cái nơi trú ẩn thì nhiều khi mình khó tìm nó để mình chiến đấu với nó. Nha, chắc chắn trường hợp này có vi trùng, có dây trùng ở vùng mổ, có vật lạ vô nữa thì sẽ khó diệt cái những vi trùng. Mô tự thân lấy mô gì là lấy mô của chính mình nha, tại chỗ tái tạo bằng mô tự thân. Có hai hình thức tái tạo cái thành bạn, là một là dùng cái mô tự thân là dùng tại chỗ, ta khép lại, tùy vào cái khép lại có thuốc nào, ví dụ liền bạn với dây chằng bạn thì là Bassini, liền bạn với gân cách với thuốc bơ là mắc vây, nghĩa là chỉ dùng mô với mô áp lại nhau thôi. Còn thứ hai nữa là dùng mảnh ghép, là nó sẽ đặt cái lưới lên cái vùng đấy, không có khép cái mô lại, đặt mảnh lưới, đặt cái lưới lên thẳng cái vùng đó luôn, không có khép mô. Thì thứ hai phương pháp về cái vật liệu, còn phương pháp thì rất nhiều. Phương pháp mô tự thân là có rất nhiều sơ sơ là gì nữa, là gì mà Bassini là cổ điển kinh điển nhất, mắt vây, Bassini, ba phương pháp kinh điển của mô tự thân. Còn bánh ghép thì sao, là ngã trước, là ngã sau. Ngã sau thì có là gì, thì phúc mạc và qua thân bụng. Ngã trước là gọi là gì, ngã trước gọi là gì, Peter Sten là kinh điển nhất của anh của đặt bánh ghép. Nói bạn hiểu hệ thống được không, đi sáu hệ thống được không, rồi tắt đi không?